thể. Trong cái thiếu máu thì một cái dạng mà mình hay gặp là thiếu máu tuyến sắt. Thì tình trạng thiếu máu xảy ra do cơ thể không đủ sắt đáp ứng cho nhu cầu tổng hợp toàn cầu. Đây là định nghĩa theo Bộ Y tế năm 2022 nha. Rồi phân loại thiếu máu thì mình học kỹ cho cô này. Rồi học cho cô đây phân loại thiếu máu ha. Theo mức độ thì mình sẽ có bốn loại ở đây. Chủ yếu học cho cô cái này theo mức độ này nhà. Là cái HB nó từ bao nhiêu đây? 90 đến 120 gram xí lít. Mà đổi sang đề xí lít sẽ là bao nhiêu? Này đi lại cho cô nè. Đó, hay dùng cái đơn vị là gram trên đề xí lít thì là bao nhiêu? Là 9 đến 12 nữa là gram trên đề xí lít. Rồi, mình thực tế mình hay dùng cái đơn vị là gram trên đề xí lít nha. Rồi, thiếu máu vừa thì HB nó sẽ là từ mấy đây? 6 đến 9 gram trên đề xí lít. Thiếu máu nặng thì HB sẽ là từ 3 đến 6 gram trên đề xí lít. Được chưa? Như vậy được xem thiếu máu là khi HB nhỏ hơn mấy cả lớp? À, khi nào mà có thiếu máu đây? Nhỏ. HB nhỏ hơn mấy được xem là có thiếu máu? Nhỏ hơn 12 nha, con số chung là 12 nha. Rồi từ 9 đến 12 là nhẹ, từ 6 đến 9 là trung bình, từ 3 đến 6 là sao? Là nặng đúng không? Và dưới 3 là rất nặng. Ví dụ như em lấy ví dụ 90 đi là lúc 90 luôn thì là vừa hay nhẹ cô. Cái này là kiểu đế này, cái hiểu không? Người ta biết tiếng Việt đó. 90 là đế là trên. Đế là sao? Đế là trên. Đế đế có nghĩa là dưới cả. Từ chỉ đến là từ 90 là khoảng 90 đến 90 dưới hạ cái từ chỉ đến là nhỏ hơn 90. Được chưa? Như vậy là từ 90 trở lên ha, từ 9 trở lên là nhẹ. Từ 6 đến nhỏ hơn 9 là sao? Vừa. Là vừa. Được chưa? Mấy chai. Rồi tiếp theo mấy cái loại thiếu máu kia thì phải đọc thêm cho cô ha. Chuyện gì thì có mức tính mạng tính nè. Nguyên nhân theo nguyên nhân thì mình sẽ có là thiếu máu do mất máu, hay do tan máu hay là nhập tổng hợp v.v. Và mình cũng có các phân loại để mình biết là chuyện không cần. Theo đặc điểm phân cầu, như vậy mình sẽ có hai cách phân loại, một là theo mức độ, hai là theo đặc điểm phân cầu. Nha, là hai cách mình hay sử dụng ngày nay. Rồi thông tin khách quan ha, chẩn đoán lâm sàng của bác sĩ, tức là triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng và tiền sử dụng thuốc. Rồi đây mình học kỹ cho cô triệu chứng lâm sàng của thiếu máu này, biểu hiện bệnh nhân thường sao? Da xanh ha, nhợt nhạt đúng không? Rồi nhức đầu chóng mặt, đây là triệu chứng điển hình này, nhức đầu chóng mặt giảm trí nhớ này, mệt mỏi ha, hồi hộp tim thì sao? Tim đập nhanh ha, rồi thở nhanh không? Và cũng triệu chứng điển hình nữa là sao đây cả lớp? Mấy em bé hay kêu sao? Tê chân đó là chuột rút đó đúng không? Chuột rút bắt tê này. Rồi đau xương ha, do các hoạt động của cái hormone tổng hợp kia, HB là erythropoietin ha. Rồi triệu chứng điển hình đối với thiếu máu tuyến sắt thì sẽ có triệu chứng điển hình ha, mình thấy rất là lạ lùng ở đây ha. Ví dụ như là nhìn vào cái lưỡi thì sao? Mình thấy thường lưỡi nó sẽ có những cái gai màu gì cả lớp? Cái gai lưỡi nó sẽ có màu gì? Màu trắng đúng không? Thì ở đây triệu chứng ở đây là viêm miệng ha, teo gai lưỡi, mất đi cái gai lưỡi còn màu trắng đó ha. Rồi móng tay thì sao? Cong ha, hình lòng cổ và một cái hội chứng điển hình là hội chứng pica, thèm ăn cái gì đây? Thèm ăn đất sét và phấn vôi này. Vôi đặc biệt là cái ngày xưa mấy bé hay ngồi đỡ tường ra ngồi ăn đó đúng không? Rồi đây là điển hình của thiếu máu ha, mất đi cái gai lưỡi màu trắng thì thấy nó không được đâu chị, nó trơn bằng đúng không nè, đúng không, mất cái gai màu trắng thì hoặc là mấy người có ai bị nhìn miền đâu vậy á, lỡ quỳ á cũng là một cái dấu hiệu của chị đấy. Rồi xét nghiệm cần lâm sàng đó là triệu chứng lâm sàng đúng không? Cần lâm sàng là gì? Học kỹ cho cô ba xét nghiệm này, thứ nhất là gì? Cái này phải đọc được nha, rất là dễ quá, và khi có nhiều người không đọc được. HB đọc là gì? Hemoglobin sắc tố, hemoglobin. HCT đọc là gì? Dung tích hồng cầu ha. Và RBC là gì cả lớp? Số lượng hồng cầu.
thường mình chỉ đọc hai thông số đầu tiên là mình biết được có phiên bản hay không rồi. Chưa? Rồi giờ hỏi tiếp này. HCT tính làm sao? Dung tích hợp cầu là cái gì vậy? Đó là số lượng hợp cầu à, đúng không? Đúng rồi, đó là phần trăm của cái gì? Nó là tỷ lệ phần trăm của cái gì đây? Hả? Của huyết cầu chia cho thể tích máu toàn phần. À, thể tích máu toàn phần. Đúng không? Huyết cầu, trong cái huyết cầu ấy, thì thường cái nào chiếm tỷ lệ cao nhất cả lớp? Hả? Hồng cầu đúng không? Người ta nói huyết cầu ở đây mình hiểu luôn là hồng cầu rồi đó. Tại vì bạch cầu, tiểu cầu nó chiếm nhỏ hơn so với hồng cầu rất là nhiều. À, như vậy nó sẽ bằng số lượng ha, huyết cầu hay là số lượng hồng cầu chia cho thể tích máu toàn phần. À, thì nó sẽ ra được là tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu. Rồi, thì mình nhìn xuống chứ có cái bảng ha. À, RBC ở đây thì mình đọc hơn cần phải thuộc ha. Hay là HCT thì mình cũng đọc hơn cần phải thuộc này. À, nam bình thường là 39-49% ha, nữ là 33-43%. Rồi. À, tiếp theo này, ở cái slide này học kỹ cho cô ha. Cái mức độ thiếu máu ở đây này. Rồi, thứ nhất là khi nào mình xem là có thiếu máu đối với cái xét nghiệm HP. Lúc nãy mình nói HCT rồi đúng không? Bây giờ HP này có thiếu máu đối với người phụ nữ mà không mang thai này, phụ nữ không mang thai ha, thì có thiếu máu khi HP nó sẽ nhỏ hơn bao nhiêu cả lớp? Nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 12 ha. Cái này là bình thường này, cái này là bình thường không thiếu máu ha, thì lớn hơn 12, thì ngược lại nhỏ hơn 12 là có thiếu máu. Được chưa? Rồi nó chia ra mức độ, vì mình sẽ học theo cái mức độ lúc nãy ha, là 6-9, chứ mình không học theo cái mức độ này nha. 6-9 hay là 9-12, sau đó là nặng hay nhẹ trung bình hơn cái lúc nào mình học á. Rồi ở bạn này mình thì học với cô là nhỏ hơn 12 là có tiêm máu, còn đối với nam á thì nhỏ hơn mấy? 13. Nhỏ hơn 13 ha, gram trên decilit nha, là có tiêm máu. Rồi mình xong cái slide này. Tiếp theo này, đi sang cái phân loại tiêm máu á. À, thì mình sẽ dựa vào cái đặc điểm của hồng cầu đó, thì mình sẽ biết được là những cái loại thiếu máu gì. À, thì chị đọc tiếp cho cô các cái xét nghiệm này. Trong bài thiếu máu bắt buộc phải đọc được cái xét nghiệm, nếu mình không đọc được coi như là mình rớt bài này rồi đó. Chưa? Rồi cô đọc với cô này, MCV đọc là gì? MCV đọc là B là biết gọi thể tích đúng không? C là gì? C là cái từ họp hết gì đó, là có nghĩa là hồng cầu đó. M là min là trung bình, thì mình dịch ra là thể tích trung bình của hồng cầu ha, thể tích trung bình hồng cầu. MCH, H là hemoglobin á, thì đây là lượng hemoglobin trung bình của hồng cầu ha. MCHC là cái chữ C cuối cùng là concentration, là thêm mình hiểu là gì cả lớp, nồng độ ha, nồng độ hemoglobin trung bình hồng cầu. Rồi phải đọc được cho cô ba xét nghiệm này, được chưa? Rồi ba cái này nếu như nó tăng thì cái lượng là thiếu máu gì cả lớp? Nó tăng là hồng cầu gì? À, hồng cầu to hậu sắc, to hậu sắc ha. Rồi còn ba cái xét nghiệm này nó giảm thì có nghĩa là gì? À, hồng cầu nhỏ nhiều sắc. Được chưa? Rồi tiếp theo RDW đọc là gì? À, cái này là giải phân bố kích thước hồng cầu, cho biết cái độ chênh lệch đó. Chính là giữa các cái kích thước hồng cầu á, là nó đồng đều hay là nó to, nó nhỏ ha. Nó càng chênh lệch nhiều cho biết là thì nó thiếu sắc á. Giải phân bố kích thước hồng cầu. Rồi hồng cầu lưới ha, tiếng Anh là chữ gì đó? RC. Retic ha, retic là hồng cầu lưới. Thì hồng cầu lưới này thường á, khi mà thiếu máu thì hồng cầu lưới sẽ tăng hay là giảm? Rồi nó tăng lên, nó đáp ứng lại với cái việc thiếu máu ha. Thì cơ thể nó sẽ làm tăng cái tổng hợp hồng cầu lên, tăng tổng hợp cái hồng cầu lưới này. Rồi cái máu ngoài biên cũng quan sát hình thái ha, về kích thước đúng không, cũng như là về cái phân bố kích thước của hồng cầu. Rồi cái này lúc nãy nói rồi nha, to nhỏ nhiều sắc lúc nãy nói rồi đúng không. Rồi đây là mình dựa vào kết máu ngoài biên này, kết máu ha, thì cái lam bên này là bình thường, còn cái lam bên này sao cả lớp. Mình thấy nó có đồng đều không? Nó to nhỏ không đều ha, thì
thì đây chính là cái điểm hơn của thiếu máu thiếu sắt này. Chưa? Rồi cái giá trị này á, thì không cần học ha, không cần học cái phòng bình thường, mình chỉ cần đặt cái cô chỉ số này là gì thôi, phải biết đặt chưa. Và ý nghĩa của các cái xét nghiệm này là gì, đúng không? Nó tăng thì cho biết cái gì, nó giảm cho biết cái gì ha. Rồi thì bây giờ mình nhắc lại này, đối với xét nghiệm cận lâm sàng á, thiếu máu là mình dựa vào ha, thứ nhất là gì? À, thiếu máu là dựa vào cái gì vậy đó? HB, gì nữa? RBC. Đúng rồi, RBC không quan trọng bằng cái gì? HCG. Rồi thiếu máu loại gì ha? Loại thiếu máu thì mình sẽ dựa vào cái gì đây? Đúng rồi, mình dựa vào ba cái xét nghiệm MCV, MCHC. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo là có thiếu máu thiếu sắt hay không? Thiếu máu thiếu sắt hay không thì nó sẽ đi vào các xét nghiệm chuyên biệt liên quan đến sắt. Thì nó sẽ có bốn xét nghiệm ha, nằm cái cô này, cái bộ gan mà liên quan đến sắt này. Đó là gì? Thứ nhất là đây. Sắt huyết thanh thì trong xét nghiệm người ta thường ghi chữ gì? Sắt huyết thanh thì người ta thường ghi cái xét nghiệm là chữ gì? Fe ha. Sắt huyết thanh, ferrous gì đó ha, là sắt huyết thanh. Rồi tiếp theo là cái ferritin. Đây bốn xét nghiệm này đọc cái gì là ferritin là gì cả lớp? Sắt dự trữ. Sắt dự trữ ha. Sắt dự trữ này nó quan trọng này, rất là quan trọng luôn. Rồi và tiếp theo là TIBC là cái gì? T là total ha, I, I là iron là sắt á, B là bay thì là gắn á, C là capacity là khả năng. Thì cái này cho biết khả năng ha. Trong ferritin nó có thể nhận thêm sắt. Trong ferritin là gì vậy? Trang phê linh là gì? Lấy cô, trang phê linh là chất vận chuyển sắt. Sắt muốn vận chuyển trong máu thì nhờ cái trang phê linh này nó vận chuyển. Được chưa? Như vậy thì TBC là khả năng mà cái trang phê linh có thể nhận thêm gì cả lớp? Có thể nhận thêm sắt. Thì theo tất nhiên khi thiếu máu thiếu sắt thì cái khả năng mà trang phê linh nhận thêm sắt này nó tăng đi giảm. Tăng. Nó sẽ tăng lên ha. Khả năng chuyên chở của trang phê linh này nó sẽ tăng lên. Chưa? Như vậy mình sẽ thấy là trong thiếu máu thiếu sắt thì sắt huyết thanh nó tăng giảm. Đúng rồi, sắt huyết thanh nó sẽ giảm. Ferritin nó là sao? Ferritin nó là sao phải lớn? Giảm ha. Nhưng mà TIBC thì sao? Tăng lên. Được chưa? TIBC thì nó sẽ tăng lên, nó đáp ứng với việc thiếu sắt. Cho nên là cái chất vận chuyển đó sẽ tăng khả năng chuyên chở lên. Rồi và cái cuối cùng người ta gọi là đồ bảo hòa trong ferritin. Nếu như cô cái khái niệm ha, đồ bảo hòa trong ferritin thì được tính bằng cái gì? Đồ bảo hòa trong ferritin. Tiếng Anh là cái chữ saturation gì đó, hoặc là người ta chỉ ghi trong ferritin thôi thì mình hiểu ngay là đó là gì? Đồ bảo hòa trong ferritin ha, mình đọc đầy đủ là đồ bảo hòa trong ferritin. Đồ bảo hòa trong ferritin này được tính bằng cái gì? Bằng sắt huyết thanh chia cho gì cả lớp? CIBC. Cái sắt huyết thanh trong cái xét nghiệm á, người ta hay chữ iron ha. Rồi iron là gì cả lớp? Là tiếng Anh là iron á, iron là gì? Là sắt ha. Nếu như cô đó là sắt huyết thanh, còn ferritin là sắt gì? Sắt dự trữ. Rồi TIBC đọc là gì, phải từ viết cho cô ha. TIBC đọc lại là gì? Và cuối cùng là đồ bảo hòa trong ferritin được tính bằng cái gì đây? Sắt chia cho TIBC. Rồi mình biết là tử số lúc này là tăng cái giảm. Mẫu số làm sao? Mẫu số tăng, vậy thì phân số này sao vậy đó? Từ giảm này mẫu tăng thì phân số làm sao? Đúng rồi, phân số này là giảm ha. Như vậy bốn cái xét nghiệm này á, là ba cái giảm rồi, chỉ có một cái tăng thôi là cái gì? Rồi cái bài này dễ vậy đó, mà vào thi rất nhiều anh chị không chịu học, cho nên là
và họ xét nghiệm là con trả lời được luôn. Nó hơi nhiều xét nghiệm đúng không? Rồi. Thì con thích nó thì mới nhớ được đúng không? Không thích thì sao nhớ đúng không? Rồi. Chú Trinh chuyển hóa xác thôi, cái phần này bỏ bớt đi ha. Được không? Bỏ qua nè. Nói nhiều rồi quay hết trời bây giờ đúng không? Có xét nghiệm khác bỏ qua luôn ha. Tiên sử dụng thuốc, thuốc gây lý dị dạng tất tràng. Thuốc gây giảm hấp thu, nói chung là đây là những thuốc mà làm giảm hấp thu sắt nè, ví dụ thuốc nào. Các thuốc làm tăng pH dạ dày nha. Rồi các thuốc tạo phức, ví dụ thuốc gì cả đó. Ví kháng sinh á, ví dụ kháng sinh nào. Quinolone hoặc là Cyclin ha, thì nó sẽ làm giảm hấp thu sắt. Hoặc là những thuốc mà làm tăng pH dạ dày, ví dụ thuốc nào. PPI ha, hoặc là acid hoặc là kháng sinh ai á, thì nó sẽ làm giảm hấp thu sắt. Rồi. Cho nên là khi mà để tăng hấp thu sắt thì thường mình uống kèm cái gì đó? Đúng rồi, mình uống kèm C ha, mình uống kèm những chất mà có tính axit á thì nó sẽ làm tăng hấp thu sắt. Chưa? Bệnh nhân mà uống sắt thường khuyên là uống kèm là cam cam bưởi gì đó đúng không? Rồi. Chờ đi sang phần đánh giá này. Đánh giá hai slide này giống rồi thôi đứt qua. Bây giờ đầu tiên nguyên nhân ha. Tìm các nguyên nhân thì cái này cũng dễ rồi ha. Cái này em cần giải thích chị nói thêm thôi là gì. Nguyên nhân thiếu sắt thì có thể là do tăng nhu cầu ở trẻ ha. Trẻ này tăng nhu cầu này, phụ nữ có thai này, phụ nữ cho con bú ha. Trẻ dậy thì nó cũng tăng cái nhu cầu sắt. Đúng không? Đặc biệt là phụ nữ nói chung ha. Phụ nữ có thai thì đối tượng người Việt Nam mình nó có hai thiếu sắt không cả lớn. Rất hay thiếu sắt luôn ha, do cái chế độ ăn của mình đúng không? Rồi dinh dưỡng kém ha, ăn ít thịt nhiều rượu, nhiều người ăn nhiều thịt mà vẫn thiếu sắt đó đúng không? Rồi hấp thu sắt kém do cái dạ dày các dạ dày hay là mất máu trong các bệnh lý như là bệnh gì trị này hoặc là nhiễm dung này đúng không? Hoặc là lấy dạ dày kinh nguyệt. Rồi cái slide này học kỹ cho cô này. Và khi đi với họ này là yếu tố nào ảnh hưởng đến hấp thu sắt này đúng không? Để làm tăng hấp thu sắt thì mình nên dùng cái dạng sắt mấy đây, sắt hai hay là sắt ba? Sắt hai ha. Để cô quay lại cái hình lúc này này. Đây cái hình này ha, ở đây là này không phải là lá đờ có bán sao rồi. Rồi sắt hai nó sẽ dễ hấp thu hơn sắt ba ha. Rồi sắt động vật hay là sắt thực vật dễ hấp thu hơn? Sắt động vật ha. Môi trường axit hay kiềm dễ hấp thu hơn? Rồi axit ha. Yếu tố hòa tan hay là tuổi dễ hấp thu hơn cả lớp? Yếu tố hòa tan. Cho nên đó là đối với bệnh nhân mà thiếu hóa chất sắt, mình khuyên bệnh nhân là không uống ha. Những cái hay là ăn những thức ăn mà có cái chất gây cái tuổi, ví dụ như là gì? Tannin nó có trong cái gì? Trà. Trà cà phê gì đó thì mình hạn chế đúng không? Rồi đây là hệ thống chơi lớp mình nè. Sắt 3, sắt 2 nè. Thì để dễ hấp thu hay là sắt 3, sắt 2 nó dễ hấp thu đây? Sắt 2 ha, nó vận chuyển quá được cái niêm mạc ruột ha, thì nó sẽ dễ hấp thu hơn. Được chưa? Rồi cái slide này để nói về cái gì? Phi tát, thực phẩm có chứa nhiều phi tát hoặc là oxalat. Thì đây là những cái thực phẩm mà nó sẽ làm chúng giảm hấp thu sắt này, nó cản trở hơn cái quá trình hấp thu sắt. Hoặc là cái này là gì đây, rượu ha, trà hả, rồi trên anh là trà đúng không, trà có ly vậy luôn, trà có ly ly hiệu quá đúng không? Đúng rồi. Rồi tiếp theo này thì điều trị thiếu hóa chất sắt thì mình bắt buộc phải nhớ, bắt buộc phải bổ sung sắt ha, bổ sung sắt bằng hai đường, một là đường gì đây là lớn, đường uống, hai là đường tiêm. Rồi đường uống thì nhớ mặt cái cô này, các cái chế bổ sắt ha, các cái tên hoạt chất sắt bằng đường uống này có 5 hoạt chất, thì thường trên thị trường mình nên gặp sắt nào? Nhưng mà đây chị cô này,
mình hay gặp nhất là sát gì? Kumara sát gì rồi? Là Fusina. Kumara sát gì rồi? Lukuna cũng hay gặp và Susina đúng không? Đó là ba cái sát mình hay gặp này. Ngoài ra còn có sát sư phát và là gặp Fusina nữa đúng không? Rồi học cho cô năm cái học chất này. Rồi. Không cần học cái phần trăm thì học cái tên học chức thôi. Rồi sắc tiên thì học cho cô là sắc gì đây? Destana, Supo, Bukuna hoặc là cả Simaton ha. Chưa? Rồi sau khi học cái chế vật sắc xong này, bây giờ mình sẽ đi sang tính liều, liều dùng như thế nào? Rồi lựa chọn điều trị tiên nên dùng đường uống hay đường tiêm? Rồi nên dùng đường uống ha, khuyến khích dùng đường uống, chỉ dùng đường tiêm khi nào? À, khi thiếu máu nặng hoặc rất nặng ha, khi bệnh nhân không hấp thu được bằng đường uống, ví dụ như là gì? Bệnh nhân có cách dạ dày ruột ha, rồi bệnh mãn tính hoặc là viêm nhiễm tiến triển. Rồi đối với sắc uống thì học cho cô cái liều này, cái phần màu đỏ này ha, là liều bao nhiêu đây? 12 mg sắc trên kg. Giờ ví dụ như là người được 50 kg thì uống bao nhiêu? 100 mg, anh nam 70 kg thì bao nhiêu? 140. Nhưng mà chủ yếu mình học cái cô cái khoảng liều này là được rồi ha. Khoảng liều là bao nhiêu đây? 100 đến 200 mg sắt một ngày. Rồi để cô ha bao ngoài cái chỗ khoảng liều này này. 100 đến 200 mình sẽ bổ sung sắt nguyên tố từ 100 đến 200 mg một ngày. Sắt nguyên tố nha. Rồi và khi uống sắt thì mình để uống càng cái gì nữa? Để tăng hấp thu sắt. Thời gian bổ sung thường bao lâu? Chắc cả năm luôn ha. Cả năm nó mới kéo sắt lên nổi đúng không? Có mình có ai bổ sung sắt không? Có. Nè. Bác sĩ bắt uống ngay để chiếu sắt. Dư mỏ mới chiếu sắt. Rồi cái hình này thì môn thi là dấu yêu và một môn cho này. Cho gì có rồi ha. Bây giờ mình vận dụng cái hình này như thế nào? Bây giờ giả sử này, giả sử mình dùng cái sắc là Fumara đi. Được chưa? Rồi mình dùng sắc Fumara thì trong cái sắc này thì mình học cái cô cái phần trăm chứng hoạch này. Mình để cho cô phần trăm chứng hoạch này sắc nguyên tố là chứa bao nhiêu đây? 108 mg. Vậy thì với cái liều khuyến cáo lúc này đó, thì mình sẽ dùng mấy viên sắc Fumara một ngày? Dùng mấy viên? 2 viên. 1 đến 2 viên một ngày ha. Mình sẽ bổ sung 1 đến 2 viên một ngày. Rồi thường á mình sẽ ở đâu liều thấp thôi, mình dùng 1 viên. Sau đó mà nó dung nạp tốt thì mình sẽ tăng lên 2 viên ha. Mà thường sắc mà uống 2 viên là dễ bị nổ hoại lắm á. Rồi tiếp theo này, hoặc là ví dụ như sắc xuất phát chẳng hạn, mình dùng cái sắc 325-65 này thì mình sẽ dùng mấy viên? 2 đến 3 viên. Thì tùy cái hàm lượng sắc nguyên tố mà mình lựa chọn cái số viên dùng cho một ngày trong trường hợp. Rồi đối với phần sắc tiêu thì mình không cần học cái này ha, mình tham khảo với cô thôi. Được chưa? Phần này mình tham khảo thêm thôi, được không cả lớp? Rồi chỉ cần học cho cô cái học chất sắc tiêu thôi ha. Được chưa? Rồi bây giờ đi sang nhắc lại mục tiêu điều trị nè. Mục tiêu điều trị thì bao chất sắc học cái cô slide này ha, có hai ý là thứ nhất ngắn hạn và dài hạn gì? Ngắn hạn thì mình bắt buộc là phải giảm cái gì cả lớp? Giảm trừ trừ đúng có là trừ trừ gì nhắc lại xem. Tâm sao ha, da đun nhạt thì nó được chưa? Tức là da dễ hồng hào trở lại ha. Rồi cái ý thứ hai này, cái quan trọng này là mình mục tiêu mình là mình sẽ tăng cái HP lên bao nhiêu đây? 1 đến 2 gram trên decilit trong bao lâu? 2 đến 4 tuần, tức là tối đa 1 tháng là sẽ tăng được 1 đến 2 gram trên decilit HP. Rồi và HP về bình thường sau mấy tháng này? 2 tháng đúng không? Và cái sắc trị trường nó về bình thường sau mấy tháng này? 3 đến 6 tháng ha. Rồi học cho cô 4 ý này. Còn mục tiêu dài hạn là sao cả lớp? Cải thiện chất lượng sống và năng thừa gì? Năng
vừa phải tháng ha. Rồi kế hoạch điều trị là bổ sung sắt kéo dài là mấy tháng mới trở. Và sau khi mà HP về bình thường mình sẽ bổ sung sắt thêm mấy tháng nữa. Thêm 3 tháng nữa ha. Phối hợp điều trị nguyên nhân. Rồi chắc là sau bài hôm nay về là cả lớp mình uống sắt luôn đúng không? Rồi, mình học tiếp cho cô là kế hoạch theo dõi điều trì này là gì? Kế hoạch theo dõi điều trì là mình sẽ theo dõi cái gì đây? Theo dõi hiệu quả bằng cách nào? Cộng phân tích tế bào máu một cầu lưới ha. Rồi ghi thêm cho cô là triệu chứng này, theo dõi triệu chứng của bệnh nhân. Các cái triệu chứng mà bệnh nhân hay khám kia là hết hay chưa đúng không? Rồi về cận lâm sàng thì tổng phân tích tế bào máu tức là công thức máu đó đúng không? Rồi sinh hóa máu là các cái xét nghiệm liên quan đến sắt nè. Rồi xét nghiệm theo dõi điều trị nguyên nhân chức năng nè. Thôi cái phần sau này bỏ bớt đi ha, phần này bỏ bớt đi được chưa, học cho cô mấy cái này thôi. Rồi xong tiếp theo mình ghi thêm gì nữa? Theo dõi hiệu quả thì chỉ cần ghi cho cô ba ý. Thứ nhất là triệu chứng ha, cải thiện. Thứ hai là các xét nghiệm về công thức máu này, hồng cầu lưới và các xét nghiệm liên quan đến sắt ha, sinh hóa máu này. Ghi ba ý đó được chưa? Rồi tiếp theo theo dõi các dụng cụ này. Các dụng cụ đối với sắt thì sắt uống nó sẽ là gì? Sắt uống là gì? Nó thường đây buồn nôn, rất là điển hình luôn, buồn nôn này, kích ứng dạ dày này ha. Rồi gây gì nữa? Gây táo bón, phân đen ha. Cách khắc phục làm sao? Đối với buồn nôn thì thường đối với sắt á, còn bệnh nhân nào? Bệnh nhân nào mà uống hơi nào tốt thì mình uống trước ăn ha, thì nó sẽ tăng hấp thu, nó sẽ hấp thu tốt ha. Còn nếu bệnh nhân nào mà hay bị buồn nôn lâu ngày á, thì mình sẽ chuyển sang uống khi nào đây? Trong ha, trong bữa ăn họ uống vào ban đêm tăng liều từ từ. Rồi hoặc là uống gì nữa? Uống cách ngày. Đó là số cách khắc phục ha, cái tác dụng phụ về buồn nôn của sắt. Rồi đối với đường tiêm mình ghi cho cô là đường tiêm thì tác dụng phụ sẽ là gì đây? Sốc phản vệ ha, sốt mề đay, đau khớp nè. Rồi gì nữa? Đau ngực ha, đau đầu nè, huyết áp, buồn nôn, chuột rút. Dễ học hay khó học? Cái đường tiêm hơi khó học một xíu ha. Được không? Mỗi cô đâu có học được. Có tiêm đâu. Rồi tiếp theo này, điều trị không dùng thuốc là gì? Cái này dễ không? Từ bìa ra được không? Bìa ra không? Bìa là bìa cái đúng. Rồi nhìn vào cái hình này xem nè. Bổ sung sắt là các cái loại thức ăn và các loại thịt có màu đỏ. Ví dụ thịt gì? Bò, thịt gà, gan cá, trứng, sữa đúng không? Rồi ghi bao nhiêu đó? Ghi nó ghi cái gì nữa? Đầu này, các loại uống xanh màu xanh đồng này. Đang có xôi. Nói chung không cần nấu bó xôi. Nó cũng bó xôi. Rồi hạt sạc hay căng tốt này đúng không? Rồi cái gì nào nha? Mưa thì mưa dữ thế hả? Rồi đó là uống tây nam này. Ăn tây. Uống nhiều xe. Rồi mình bổ sung kem cái gì nữa? Vitamin C là hai cái mình cần bị ghi nè. Rồi bây giờ mình hạn chế gì? Chế trà, cà phê, thực phẩm nhiều, bánh ăn. Đó mà đó. Được chưa? Rồi ha. Rồi bây giờ mình làm ca lâm sàng cho cô đi.